chương 29, Chu Thừa Trạch và Thẩm Đại Ngưng Chu Thừa Trạch và Thẩm Đại Ngưng quen nhau khi cùng đóng chung Nói là quen thật ra hơi quá Bởi vì ngoại trừ lúc diễn chung Hai người gần như không nói với nhau câu nào Mà rất rõ ràng Chu Thừa Trạch không quen Nhìn những hành vi của Thẩm Đại Ngưng Chỉ cần sau một cảnh Đều có thể nghe được giọng nói bất mãn của Thẩm Đại Ngưng với trợ lý Mà trợ lý của cô Đều chỉ có thể bảo sao nghe vậy Vô cùng thấu hiểu sâu sắc mấy chữ tên tuổi lớn Sẽ không bao giờ lôi ra mấy thứ đồ ăn Khiến cô bắt bẻ Mà cũng chẳng có bộ quần áo khiến cô ghét Tóm lại Nếu lúc ấy có người nói với anh đây là vợ anh Có lẽ anh trực tiếp cảm thấy người đấy có bệnh Chủ thừa trạch tán thưởng những diễn viên có phẩm chất nghề nghiệp Đây là một trong những nguyên nhân anh không thích hợp tác với lớp diễn viên thế hệ trẻ Những diễn viên đó không có lấy một tác phẩm tiêu biểu những công lực tạo chiêu trò thì rất thâm hậu. Sở dĩ Chu Thừa Trạch nhận bộ phim này, đơn giản đạo diễn vô cùng nổi tiếng, nắm mắt tốt tình tiết phim. Mà Chu Thừa Trạch không thích tác phong của Thẩm Đại Ngưng, nhưng cũng rất đồng ý rằng Thẩm Đại Ngưng phù hợp vai diễn nữ chính, tính cách thẳng thắn hào sảng, có vài cảnh cuồng loạn kích động. Mà Thẩm Đại Ngưng có thể phát huy trạng thái cuồng loạn kích động rất tốt. Diễn ra một cảnh, cô liền om sòm lên mình muốn ăn gì, Khiến người ta nhịn không được lắc đầu Trong phim và ngoài đời Không khác nhau là bao Nhưng nói tóm lại Chu Thừa Trạch không muốn tiếp tục hợp tác với Thẩm Đại Ngưng Tuy rằng trao đổi không nhiều lắm Nhưng Thẩm Đại Ngưng cũng phê bình anh kín đáo Cô sẽ thường nhìn anh chế nhạo Anh đừng có mang bộ dạng lão thần này đi khắp nơi Có khán giả nào có thể cảm thấy Anh yêu nữ chính chứ Chỗ này anh không nên biểu hiện như vậy Anh ngồi đây, Hẳn là nhịn không được quay đầu nhìn lại Vừa muốn nhìn lại muốn nhịn Nhưng lại cứ không nhịn được Như vậy mới có thể thực hiện được rõ Mà đạo diễn nghe cô nói đứng cười ở một bên Cảnh sau đấy đương nhiên không dựa theo yêu cầu của thẩm đại ngưng Mà là thêm bảo vài thứ Để anh ngồi ở đó Vẻ mặt cô quạnh nhìn hình ảnh phản chiếu trên chiếc bút máy Trên chiếc bút máy hiện ra bóng lưng rời đi của nữ chính Anh cứ yên lặng nhìn như vậy Cảnh này cho dù là hiện tại Cũng vẫn được gọi là cảnh kinh điển của bộ phim ấy Rất nhiều người xem đều khóc Chủ thừa trạch vẫn cảm thấy Anh và thẩm đại ngưng sẽ không giao nhau Đến trước bữa tiệc chia tay Bộ phim đóng máy Nhân viên đoàn phim cùng nhau ăn bữa cơm cuối cùng Tất cả mọi người có chút tiếc nuối Trong lúc đấy mỗi người uống không ít rượu Chủ thừa trạch hiếm khi uống rượu Tuy tử lượng anh luôn không tồi Đến ăn cơm, còn có một nhà đầu tư nào đấy, nhà đầu tư họ Ngô, Phô Trương giàu có, nhưng bộ dạng không quá khó coi. Có điều bắt đầu từ lúc ăn cơm, vì họ Ngô liền dán mắt vào Thẩm Đại Ngưng, không ngừng cố ý chuốc rượu Thẩm Đại Ngưng. Chú thừa Trạch thì rất phản cảm với hành vi như thế, anh không nói gì, bởi vì anh từng thấy người như thế, một ngôi sao nữ bị chuốc rượu được người ta cứu, ngôi sao nữ chẳng những không cảm kích, còn căm ghét người khác ngăn cản con đường đi của cô ta nhóm người này chính là vậy có vài người đi con đường không giống người thường bạn cho là bạn đang giúp người ta nhưng chẳng qua chỉ khiến người ta căm hận mà thôi họ ngô chuốc rượu không quá thành công mấy thứ khác thì thẩm đã ngưng không biết chứ công phu làm nũng thì hạng nhất Không muốn uống là không muốn uống cô có thể nói lời đấy đầy nũng nịu hơn nữa cô vốn xinh đẹp có người đàn ông nào không nể tình họ ngô thấy chuốc rượu không thành vì thế lại bưng rượu bảo thẩm đã ngưng uống chỉ là uống ly này là được Chú thừa trạch nhíu mày Tự hồ muốn nói gì đấy Bởi vì ly rượu có vấn đề Đạo diễn kéo chu thừa trạch Ý bảo anh đừng xen vào chuyện đó Chú thừa trạch cũng hiểu Quả thực không cần xen vào việc của người khác Anh không hiểu biết nhiều về thẩm đại ngưng Nghe nói có bối cảnh nhất định Nhưng chỉ là nghe nói Ai biết được tình huống thật thế nào Huống chi thẩm đại ngưng tuổi trẻ đã đạt được đến vị trí này Ai biết cô có lối đi khác hay không Rồi thẩm đại ngưng tự nhiên uống hết ly rượu đó Bữa tiệc diễn ra không bao lâu thì kết thúc Chu Thừa Trạch cũng không để chuyện đó trong lòng Khi ở bãi đỗ xe giữa khách sạn Chu Thừa Trạch thế nào cũng không nghĩ đến Anh lại chạm mặt thẩm đại ngưng ở đây Dường như cô uống quá nhiều Bởi vì trên người có mùi rượu Có điều hình như cô không say Cô nhìn thẳng Chu Thừa Trạch Sau đấy đi về phía anh Chu Thừa Trạch quả thực rất buồn bực, bởi vì cô không nên xuất hiện ở đây mà lại là một mình. Khi ấy Chu Thừa Trạch đứng ở cạnh xe nhìn cô đi tới, mặt cô hơi đỏ, ánh mắt mang theo vài phần mơ màng. Anh anh xem thường tôi à? Có mẹ nó chứ? Anh dựa vào cái gì xem thường tôi? Vừa rồi khi ăn cơm, trong mắt anh thoáng vụt qua chút khinh thường. Cô nhìn rất rõ, cô tới gần anh. Anh là cái quái gì hả? Giả bộ cao quý gì cơ? Sao? Cảm thấy tôi dung tục khó gian nổi à? Anh nhíu mày không muốn so đo với cô Cô uống say rồi đấy Tôi không uống rượu, tôi biết rõ Uống rượu, mùi rượu Không phát hiện mùi rượu trên người cô đều tỏa ra từ quần áo của cô à? Cô nhìn anh, càng nhìn càng tức giận Mẹ nó nữa, nghĩ cô thành hạng người gì chứ? Chu thừa trạch không cùng tranh cãi với cô nhưng cô cứ muốn cùng tranh cãi với chu thừa trạch cô kéo cửa xe ra đẩy anh rất mạnh để anh tiến vào trong xe mà cô cũng tiến vào cô cảm thấy khó chịu rõ ràng anh biết rượu có vấn đề nhưng vậy không nói anh ghét cô đến mức độ này ư càng nghĩ lại càng tức giận cô nửa đè trên người chu thừa trạch anh nhất thời không để ý mới bị cô đè lên thực sự nghĩ không tới khí lực cô rất lớn còn rất cuột cường Thầm Đại Ngưng, cô như vậy dễ khiến người ta hiểu lầm đấy." Cô nghiền ngẫm, "Hiểu lầm á? Hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm tôi thích lão già như anh à?" Cô quét mắt qua mặt anh, cái khuôn mặt này thực ra có thể nhìn được, chỉ không biết được chức năng khác thì thế nào. Cô vươn tay đầu tiên sờ mặt anh. Chu thừa Trạch Thề, đời này anh chưa từng có loại cảm giác ấy. Anh tự hồ thực sự bị người phụ nữ đuổi giỡn. Anh vừa tức giận vừa túm lấy tay cô. Thẩm Đại Ngưng Cô bị tay anh túm Cũng không tức giận ngược lại cười Thôi đi Chuyện thế này người bị hại đều là phụ nữ Anh tức giận cái gì Cô thừa dịp anh ngẩn ra Chủ động hôn lên môi anh Cảm nhận chút cảm giác gì đấy Lúc đóng phim cô thực sự muốn đề nghị Hôn lưỡi để thể nghiệm một chút Lần này chu thừa trạch Là thực sự bị tức đến đỏ bừng mặt Anh chưa từng gặp người phụ nữ nào như thế này Không biết xấu hổ hơn nữa còn vênh váo tự đắc Cô dùng đầu lưỡi liếm liếm miệng mình Động tác đó mị hoặc đến cực điểm Cho dù không thích cô Nhưng chu thừa trạch phải thừa nhận Động tác này thực sự có thể khơi dậy dục vọng Chinh phục phụ nữ của đàn ông Vẻ đẹp của cô không giống bức tranh Trong trạng thái tĩnh Mà là biến động, thu hút người ta Muốn để người ta đi khám phá, đi chinh phục Đi nắm chặt Anh buông tay cô ra, muốn đẩy cô động tác của thẩm đại ngưng hiển nhiên nhanh hơn anh bởi vì cô lại hôn anh còn đưa tay luồn vào trong quần áo anh cô ghé vào lỗ tai anh có gì ngại thừa nhận chứ đừng nói với tôi anh không muốn vậy mà cô lại vươn tay đi sờ chỗ không nên sờ anh không phân rõ được rốt cuộc mình không thể chịu nổi hay là phẫn nộ nữa đây cô như đạt được mục đích ghé vào lỗ tai anh tuyên bố anh đúng là đồ hèn ngay cả việc mình có phản ứng cũng không dám thừa nhận à Chú thừa trạch chưa bao giờ có cảm giác như vậy Cái loại cảm nhận bị ai đấy châm mồi lửa trong lòng Giống như muốn thiêu hủy thứ gì đấy Anh quả thực rất muốn chửi người Anh là người đàn ông bình thường có được không Cô chơi chọc anh thế mà còn dám nói vậy Anh nghiến răng nghiến lợi Bỏ tay ra từ lúc hơn 10 tuổi chưa từng có thứ cảm nhận này, anh vẫn thuộc kiểu chàng trai hiền hậu ôn hòa, sau khi trưởng thành đi theo con đường trầm ổn Bị bước đến nước này Ngay cả bản thân anh cũng không dám thừa nhận Tựa như anh không muốn thừa nhận Là tự anh vươn tay kéo cô Rồi đặt cô lên ngực mình Anh lại hôn cô Lập tức xoay người lên ghế dở trò với cô Có lẽ tại giây phút ấy Anh mới thực sự muốn chửi người Thật có mẹ nó đúng là yêu tinh Bởi vì cô vẫn còn đang cười Kiểu cười muốn làm người ta xé nát nụ cười của cô kiểu cười muốn làm người ta nghiền nát, mỗi hơi thở trên người cô. Khi quần áo cô không chỉnh tề, cô còn chút lý trí mở miệng. "Tôi không thích ở đây, đi khách sạn đi." Hai người vốn là ở bãi đỗ xe phía dưới khách sạn, vì thế mới có một màn như vậy. Vừa đi ra từ trong xe, vừa hôn nhau không rời, gần như dính chặt lấy nhau lúc vào thang máy khách sạn. Đi thẳng tới phòng, gian phòng họ Ngô kia đặt có sẵn, không cần phòng khác. Đêm đó Chu Thừa Trạch cảm thấy mình không là mình nữa Cái loại cảm giác như trên thiên đường khiến người ta vứt bỏ tất cả Chỉ muốn trầm luân Giống như bản thân mình luôn biết mình sai Thế là không dám suy xét đến những thứ khác Chỉ có thể tiếp tục như vậy Về phần thẩm đại ngưng Trong lòng nguyền rủa tổ tông anh mấy lần Đau chết cô mất Ngày hôm sau khi tỉnh lại Chu Thừa Trạch đã biết mình phạm lỗi lầm lớn anh không phải người thích đùn đẩy trách nhiệm cho người khác vì thế anh không trốn tránh chỉ chờ cô tỉnh mà anh đứng bên cửa sổ hút thuốc không ngừng đầu màu thuốc rơi đầy trên sàn có thể nghĩ ra tâm tình anh hỏng bét thế nào anh thực sự không muốn thừa nhận bản thân anh cũng sẽ làm ra chuyện như vậy anh vẫn luôn cảm thấy tôi chỉ phạm vào lỗi mà tất cả đàn ông phạm phải chỉ là mượn cớ thôi mà hiện giờ anh cũng phạm vào lỗi như thế nhưng anh rõ ràng tỉnh táo Chẳng nhẽ chẳng qua anh cũng chỉ là người bình thường Sẽ bị mê hoặc Sẽ cùng một phụ nữ mình không có tình cảm trực tiếp lên giường ư Anh bắt đầu tự hoài nghi mình triệt để Vậy mà thẩm đại ngưng có thể ngủ rất ngon Cô ngủ thẳng đến chiều Khiến cho người ta muốn đánh cô tỉnh luôn Mà rốt cuộc cô tỉnh lại Mắt hơi nheo nheo Chủ thừa trạch đứng bên giường Bố anh muốn nói gì Nhưng khi nhìn thấy trên tay cô đều là vết đỏ Anh không biết mở miệng thế nào trên tay đều là vết đỏ những chỗ khác chẳng phải là thẩm đại ngưng nháy mắt với anh mấy cái lập tức nở nụ cười thì ra anh vẫn rất bình thường còn tôi nghĩ cô đánh ra anh một lần cười xấu xa chu thừa trạch cảm thấy bản thân mình càng thêm buồn bực anh tầm phiền ý loạn như thế cô vẫn có thể cười được rốt cuộc cô biết đã xảy ra chuyện gì không thẩm đại ngưng rời giường thay quần áo về mặt anh quá mức nghiêm túc làm cô nhíu mày Tôi đã qua 18 tuổi rồi Đừng có mang dáng vẻ Mình làm hại trẻ vì thanh niên như thế Anh vẫn không nói lời nào Tự như việc cô hoàn toàn không làm theo lẽ thông thường Khiến anh cảm thấy bất đắc dĩ Cuối cùng cô mặc quần áo xong đứng trước mặt anh Đúng rồi Là tôi quyến rũ anh Anh có thể đổ trách nhiệm lên đầu tôi Tôi không để ý chút nào đâu Anh cũng khỏi cần quá tự trách Hồ nói xong rời đi, cái loại cảm giác tựa như anh mới là tên đại ngốc vẫn ở đây canh cánh trong lòng. Khi Liễu Tư Ngôn về nước tạo cho anh sự bất ngờ vui mừng, Chu Tử Trạch cảm thấy giây phút đó bản thân mình đã chết tâm. Anh thực sự không biết nên đối mặt với Liễu Tư Ngôn thế nào, vì thế dứt khoát không nói gì. Mà giới truyền thông ghép những bức ảnh chụp chung anh và Thẩm Đại Ngưng hôn nhau thành đoạn video từ thế đấy cần mập mờ bao nhiêu Có mập mờ bấy nhiêu Bản thân anh rất rõ ràng Hình ảnh chân thực còn kịch liệt hơn trên màn hình rất nhiều Đối với chuyện này Thẩm Đại Ngưng không giải thích gì Mà Chu Thừa Trạch cũng không phản ứng Thẩm Đại Ngưng thông qua người đại diện Đưa ra phương án giải quyết liền gọi đó là tình tiết bị cắt trong phim Bà đạo diễn đến giải thích chuyện này Rất dễ dàng qua cửa Huống chi trong phim vốn hai người có cảnh hôn sau khi tăng mức độ lên cảm thấy không hợp với phong cách bộ phim nên cắt đi chuyện này cũng hợp lý mà ý của đạo diễn về sau lại sáng tỏ hiện tại trước mượn gió đông này tạo chú ý một phen scandal của đôi nghệ sĩ nam nữ hot nhất giới giải trí giá trị bao nhiêu ai cũng rõ ràng mà lúc đấy chu thừa trạch biết mình đã hiểu ra ý đạo diễn đạo diễn bảo anh đừng quản chuyện thẩm đại ngưng uống rượu chỉ là việc bên người thẩm đại ngưng dẫn theo người lúc sau tên họ ngô kia là bị người ta đánh gãy chân hơn nữa còn không dám lên tiếng có thể biết được vì sao thẩm đại ngưng dám uống ly rượu đó mà hơn một tháng sau thẩm đại ngưng chủ động tìm chu thừa trạch anh thừa nhận anh thực sự không muốn gặp cô nhưng không gặp cũng phải gặp mà cô cũng không phải người có tính kiên nhẫn cô đi thẳng vào vấn đề tôi mang thai rồi đấy là con của anh một câu thôi làm anh cảm thấy mình giống như đứng trong hầm băng, nhưng lại có chút cảm giác như chút được gánh nặng. Tự hồ chuyện này cuối cùng có kết quả. Bất kể tốt hay xấu, tóm lại là có kết quả. Lần này thẩm đại ngưng tương đối nghiêm túc. Đối với chuyện của mình, cô vẫn khá tùy ý. Nhưng bây giờ là đề cập đến sinh mạng người khác. Tôi cũng không phải đến bức anh gì gì đấy đâu, chỉ là nói với anh một tiếng. Nếu anh không muốn đưa bé này, vậy thì cùng tôi đi bệnh viện một chuyến Cũng coi như tiện đứa bé này một đoạn Nghe nói bóp chết sinh mệnh như vậy Rất có nghiệp chướng Anh đi thì cũng coi như chịu một phần Chú thừa trách nhìn người phụ nữ Cho rằng xóa bỏ đứa bé cũng như trò đùa Cô đừng có nói linh tinh Sao cơ? Cho tôi thời gian một ngày để tôi suy nghĩ Nói là thời gian một ngày để suy nghĩ Thực ra anh cũng chẳng nghĩ gì Chỉ an an tĩnh tĩnh ngủ một giấc sau đấy gọi điện cho cô thẩm đại ngưng chúng ta kết hôn đi khi ấy thẩm đại ngưng đang ăn gì đấy nửa giờ sau gọi lại nhá chờ tôi ăn no rồi nói sau nói ngắn gọn rất nhanh chóng tin tức đám hỏi giữa nhà họ thẩm và nhà họ chu chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ ai cũng biết chu thừa trạch và thẩm đại ngưng sẽ kết hôn hơn nữa chu thừa trạch là thực sự có ý định cùng cô đi qua quãng đời còn lại trong khi cô mang thai, anh giống như người chồng đạt tiêu chuẩn, cùng cô đi khám thai, mua thức ăn ngon cho cô, ngăn cô ăn mấy thứ có hại. Hơn nữa khi cô làm nũng, anh cũng cố gắng lựa ý hùa theo, tự như đôi vợ chồng thực sự yêu nhau vậy. Trường 30, Chu Thừa Trạch Doanh thu phòng vé của bộ phim mà Chu Thừa Trạch hợp tác với Thẩm Đại Ngưng vẫn được xưng là kỳ tích. Sau khi đóng máy, hai diễn viên chính phim giả tình thật. Bộ phim này được hâm nóng và tán tụng. Mỗi ngày nó đều là đề tài mới. Lúc công chiếu, hai vị diễn viên chính không ai tham dự buổi tuyên truyền. Vậy mà một quả bom nặng lại được quăng ra. Hai người kết hôn, bởi vậy fan hai người đều hưởng ứng nhiệt liệt, ra dạp xem bộ phim. Gọi là tác phẩm hẹn ước của hai người. Tin bên dạp chiếu chuyển đến vĩnh viễn đều là thêm xuất chiếu khiến doanh thu phòng vé của những bộ phim chiếu cùng thời gian trở thành thứ không đáng nhắc đến. Mà sau khi kết hôn, Thẩm Đại Ngưng nhiều lần bị giới truyền thông chụp được. Có người đoán rằng cô đã mang thai, vì thế cô bị fan của Chu Thừa Trạch mắng không ngừng. Mang thai còn đi giày cao như thế, mang thai mà tay không rời di động. Quả thực chính là chẳng để ý đến đứa bé. Thẩm Đại Ngưng không có để bụng. Nghiêm trọng hơn, càng nhiều người mắng cô như vậy, cô càng vui cuộc sống sau khi kết hôn cũng được dù sao xem tính cách của cô thì cô cũng sẽ không chịu nhiều uất ức phương châm của cô biết tính tôi không tốt còn chọc vào tôi anh thiếu ngược đấy à mà chu thừa trạch kia cũng thích ứng với cuộc hôn nhân này nếu không có gì ngoài ý muốn hai người cũng cứ đi qua cả đời như vậy nhưng tóm lại là có thêm chuyện ngoài ý muốn nếu chu thừa trạch chưa từng thấy cô chat video với người khác có lẽ cuộc hôn nhân này sẽ không như thế thẩm đại ngưng cùng bạn cười đùa về cuộc hôn nhân của mình Bởi vì chưa từng kết hôn mà Cho nên muốn thử xem Vì thế kết hôn thôi Này thế cậu chưa từng sinh con Vì thế liền sinh một đứa thử à Ơ sao cậu thông minh thế hả à? Thôi đi má Vậy vì sao cố tình tìm tới chu thừa trạch Thẩm đại ngưng nghĩ rồi nói Thì đương nhiên là kết quả sau khi suy nghĩ từng tận thôi Này nói đi Ờ, nghe nói anh ấy có bạn gái yêu nhau hơn 20 năm trời Muốn thử xem sức hấp dẫn của bản thân Xem anh ấy có thể vứt bỏ bạn gái yêu bao nhiêu năm của anh ấy được không Kết quả thực nghiệm không phải cậu thấy rồi đấy à Ui trời ơi thẩm đại ngưng à Thẩm đại ngưng xoay người liền thấy chu thừa trạch đứng cách đấy không xa Cô bình tĩnh tắt máy tính Sau đó nhìn anh Anh về rồi à Hoàn toàn cô không có sự ngượng ngùng Khi bị người ta bắt gặp quả tang làm chuyện xấu cô rất thoải mái Hai ngày sau Hai người thỏa thuận ly hôn Được rồi Đề nghị ly hôn là thẩm đã ngưng tự mình nói ra Anh hỏi cô mấy lời đó Là nói đùa hay suy nghĩ thật lòng Cô chần chừ, Cô thực sự nghĩ vậy Anh tức giận không đè nén được Cô đùa bỡn cuộc đời người khác như thế Coi như chỉ là tuồng kịch Có thể sửa đổi bất cứ lúc nào Cô không biết hành vi của cô tạo thành tổn thương cỡ lớn đối với người khác Mà cô có biết cũng sẽ không để ý Tự như cô bình tĩnh mà thở ơ Dựa vào cửa nhìn anh tức giận Khó chịu như vậy chỉ bằng ly hôn Đỡ phải mỗi ngày nhìn thấy tôi Cảm thấy tôi là tên đầu sỏ Làm dạn vỡ chuyện tình cảm của anh Đó Chỉ là một câu tùy tiện như vậy Có lẽ khi ấy Khi nhìn thấy sự bình tĩnh trong mắt cô Chu thừa trạch chính thức nhận ra ngay từ đầu hai người đã sai lầm Sai lầm từ đầu đến cuối Đó chỉ là một người phụ nữ Xem đời người như là trò đùa mà thôi Đến giờ phút này Chu Thừa Trạch cũng thừa nhận Anh thực sự vứt bỏ liễu tư ngôn Vì một người phụ nữ không coi anh ra gì Mà người phụ nữ ấy ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp Chẳng có gì hay ho Sự thật này muốn để người ta thừa nhận Thực sự có hơi khó Nhưng chính là sự thật không cho phép biện giải. Tuy rằng anh không thể giải thích lúc ấy anh bị mê hoặc thế nào, nhưng anh là bị mê hoặc, trở thành một trong số rất nhiều người đàn ông không thể tự khống chế mình. Vốn anh có thể mượn rất nhiều cớ, nếu Liễu Tư Ngôn chưa từng rời đi, chưa từng vì cái gì mà cô gọi là lòng tự trọng rời đi lần này đến lần khác, có lẽ anh sẽ không phạm phải sai lầm. Nhưng sai rồi chính là sai, anh không thích tìm lý do để tự biện giải cho mình anh thở dài một hơi là lỗi của anh liệu tư ngôn hiểu được anh không muốn đề cập đến đề tài này từ đầu đến cuối anh đều không sẵn lòng đề cập tới chuyện giữa anh và thẩm đại ngưng liệu tư ngôn vẫn luôn biết anh hẳn không phải người như thế chuyện như thế chắc chắn thẩm đại ngưng đã làm gì đấy mà anh không cẩn thận nên đi vào con đường đó anh là người chấp nhận kết quả sai chính là sai anh sẽ không trách cứ người khác tựa như khi anh tham gia cuộc thi người khác ăn gian để vượt qua anh anh cũng sẽ không chỉ trích thủ đoạn của người khác chỉ cảm thấy mình học còn chưa đủ đây là người đàn ông sẽ không giận cá chém thớt đã từng cô cảm thấy đó là ưu điểm của anh hiện giờ nó lại khiến cô có chút khó chịu bỏ đi anh không muốn đề cập vậy thì không đề cập chỉ là cô biết anh đã từng có cuộc hôn nhân ấy nó chắc chắn là một cái rằm trong tim cô ở nơi vĩnh viễn Cũng không thể nhổ lên Lưu tư ngôn chỉ vào đường chạy trên sân thể dục Còn nhớ rõ hồi hội thể thao Em chạy 1.500m không Lúc đó thực ra em không muốn kiên trì Thì ra chạy mệt như thế Nhưng nghĩ đến việc anh ở đích chờ em Em rất động lực Thế rồi tiếp tục chạy Chú thừa trạch đương nhiên Không quên cảnh tượng ấy Anh cầm chai nước khoáng ở đấy chờ cô thời điểm ấy họ đều nói thành tích của em tốt đến sau em mới phát hiện thì ra chỗ mà em đáng để người khác hâm mộ nhất là em có được người bạn trai như anh có lẽ anh không biết đâu năm đấy rất nhiều nữ sinh trong trường chúng ta thích anh ngay cả trong lớp em số bạn thích anh cũng không ít khi ở bên anh em từng mông lung sợ làm chỗ này không tốt sợ chỗ kia không hay nhưng em xem lại xem anh như bảo bối vô giá duy nhất của em hận không thể để tất cả mọi người biết anh là của em Em mâu thuẫn như thế Hoặc là nói Cũng rất tự ti nhở Cô chậm rãi tự thuật tâm tình của mình Em sợ là em không xứng với anh Sợ nhất là người nhà anh không chấp nhận em Em chỉ có thể cố gắng rồi cố gắng Bởi vì em không có gia thế Chỉ có thể làm vậy để tự chứng minh bản thân mình Cô nói xong lời cuối Có lẽ thực sự có chút bi thương Rất nhiều người chế giễu cô Nếu sớm kết hôn với chu thừa trạch Sao có chuyện thẩm đãi ngưng được Tất cả là cô tự gây nên Nhưng nào có ai thấu hiểu nội tâm bất an của cô Cô chỉ hy vọng mình trở thành người có thể xứng đôi với anh Suy nghĩ này rất khó để người ta thấu hiểu hay sao Mà năm đó chu thừa trạch thích cô ở điểm gì Lương thiện, có lòng tự trọng, có chút thông minh Anh nhìn cô Tất cả đều qua rồi Liệu tư ngôn dùng sức lắc đầu Không, chưa qua, cô nhìn anh chu thừa trạch này em vẫn luôn ở đây nếu em nói em vẫn luôn chờ mong anh ly hôn vẫn luôn chờ mong ngày này anh sẽ nghĩ em thế nào hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy rất nhiều tình cảm trở thành loại thói quen và sự quan tâm còn có anh mắc nợ cô nữa anh hiểu ý cô anh quả thực là đã ly hôn anh nhìn phương xa cũng là thời điểm bắt đầu cuộc sống mới Chu Thừa Trạch vừa về đến nhà bị Dương Khả Lam kéo sang một bên. Về mặt Dương Khả Lam nhìn con trai đầy ngỡ vực. Bố con nói con ra ngoài gặp Liễu Tư Ngôn là thật đấy à? Chu Thừa Trạch dạ một tiếng không muốn nhiều lời. Nếu hôn nhân của anh và Thẩm Đại Ngưng là một sai lầm, mà nếu sai lầm này chưa từng phát sinh, anh và Liễu Tư Ngôn đã sớm kết hôn. Nếu theo tình yêu mà nói, đoạn hôn nhân đó thực sự có thể được xem như vết nhơ rất lớn khiến người ta không muốn đề cập đến. Dương Khả Lam thở dài, cảm thấy con trai mình có chút vô tình. Vậy Đại Ngưng phải làm sao? Hai đứa không có khả năng hòa hảo nữa chứ. Chu Thừa Trạch nhìn mẹ nghiêm túc. "Mẹ à, mẹ thành thật trả lời con, mẹ cảm thấy con với Thẩm Đại Ngưng hợp nhau ư?" Dương Khả Lam nhíu mày, e rằng không ai cảm thấy thằng bé này và Thẩm Đại Ngưng hợp nhau lúc trước khi nó nói muốn kết hôn mà đối tượng kết hôn là thẩm đại ngưng chuyện đấy thực sự dọa cả một đống người đừng nói là kết hôn cặp đôi này có thể tiến đến với nhau đều là chuyện không thể tin nổi cho dù nói thẩm đại ngưng mang thai dương khả lam đều cảm thấy giống như nằm mơ tính cách hai đứa nó được rồi thực sự là không hợp nhau cho nên nó thế này là muốn chuyển loạn thành chính ư nhưng mà tiểu ngữ dương khả lam nghĩ đến cháu nhỏ của mình cảm thấy thực đáng thương Còn nhỏ như vậy mà bố mẹ chia tay Tuy bà biết suy nghĩ này không theo kịp trào lưu Người hiện đại càng theo đuổi mấy thứ kích thích gì đấy Chứ không phải vì đứa con mà cố giữ gìn gia đình Nhưng bà lại khó chịu cho cháu gái Tiểu ngữ nó còn nhỏ thế Tự con nghĩ kỹ đi Đừng vì quyết định của mình hối hận là được Chú thừa trạch nhíu mày Nghĩ đến tiểu ngữ bản thân anh khó chịu Bây giờ tiểu ngữ còn nhỏ anh không hy vọng sau khi lớn lên con bé hận mình Bất luận như thế nào Anh đều hy vọng con gái có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc Mà tiểu ngữ là đứa con bản thân anh muốn nó được sinh ra Anh có trách nhiệm mang lại cuộc sống tốt đẹp cho nhóc con đó Chú thừa trạch đi lên tầng 2 nhìn mưa nhỏ Mưa nhỏ đang ngủ trưa Khi ngủ bé không được coi là rất ngoan Nhưng cũng sẽ không đá loạn chăn nhóc con ngủ rất say bởi vì còn nhỏ tựa như khối gì đấy bé bé anh ngồi bên giường nhìn tiểu ngữ ngủ dáng vẻ cô nhóc không khác thẩm đại ngưng cho lắm anh nghĩ đến tính cách hiện giờ của con gái đừng giống mẹ nó mới tốt anh nghĩ nghĩ rồi thở dài hôn nhân với thẩm đại ngưng với anh mà nói giống như giấc mơ vậy lần đầu tiên anh mang thẩm đại ngưng đi gặp bạn bè sau khi bữa tiệc kết thúc mấy người bạn đó nói khẽ với anh lần sau đừng mang cô ra ngoài nữa nhóm bạn này trước đây vẫn cùng chu thừa trải gặp mặt còn không cảm thấy gì có thẩm đại ngưng lập tức cảm thấy mình già hơn nữa ở rất nhiều phương diện thẩm đại ngưng không hợp với họ họ cũng không hay ho gì đi bắt nạt tiểu bối có người mỉm cười nói nói anh và thẩm đại ngưng ở bên nhau cũng không cảm thấy không được tự nhiên hay sao cũng có người đàn ông cười đều là đàn ông nên hiểu có ai không thích kiểu trẻ trung xinh đẹp, tràn ngập sức sống như vậy chứ? Sau đấy, anh không mang Thẩm Đại Ngưng ra ngoài nữa, mà Thẩm Đại Ngưng thì vô cùng vui vẻ. Cô chính là một người không thích ra khỏi cửa. Bảo cô ra ngoài du lịch, cô cảm thấy mệt. Đi nhiều con đường như vậy, cô hoàn toàn không hứng thú với mấy thứ phong cảnh. Đứng xem ở địa điểm thật và xem trên màn hình có chỗ nào khác nhau. Sở thích duy nhất của cô là ngủ, ngủ và ngủ thôi mà chu thừa trạch kia ngược lại rất thích đi đây đi đó đấy tính cách hai người hoàn toàn khác nhau sở thích cũng hoàn toàn khác nhau giá trị quan hoàn toàn không giống nhau mà thật kỳ lạ hơn ba năm đó rốt cuộc hai người sống chung thế nào có lẽ cũng không ở chung thế nào hai người đều có công việc sau khi trở về loanh quanh bên đứa con vì vậy rất nhiều thứ đương nhiên liền xem nhẹ chu tiểu ngữ tỉnh dậy thấy bố thì chớp chớp mắt lập tức vươn tay bố à bế chu thừa trạch bế cô nhóc nhắc con đứng trên đùi mình chu tiểu ngữ không vui trả tóc cho con tóc cô bé vẫn bối rối chu thừa trạch túm bừa buộc lại chu tiểu ngữ soi gương không hài lòng không đẹp không như mẹ trải chu thừa trạch dùng lược gõ xuống đầu con gái con xác định mẹ con không phải là đè con ra ngủ thêm một lát mà là trải đầu cho con đấy à Chu tiểu ngữ thực sự ngẫm nghĩ ngơ ngùng nở nụ cười Cũng liền quên luôn chuyện tóc buộc không đẹp nữa Trường 31 Tô Y Lâm và Giang Thanh Dịch Tô Y Lâm ngồi bên giường Ngơ ngác nhìn người già nằm trên giường Đây là bố cô Là người thân nhất của cô Cô vươn tay muốn sờ vào ông Tay vươn ra đến giữa không trung Giống như bị bỏng Lập tức thu về Cô muốn sợ mặt bố Nhưng sợ hãi Cô sợ từ nay về sau Người này vẫn ngủ say Không tỉnh lại trước mặt mình Cô vốn nghĩ Những thứ bản thân mình đã trải qua Đã là nỗi đau không thể chịu đựng trong sinh mệnh Hiện giờ nhìn thấy bố nằm ở giường bệnh Cô hiểu được Thì ra đây là nỗi đau không thể chịu đựng trong sinh mệnh cô Cô còn nhớ rõ Lúc bố và mẹ ngồi trên sofa xem tivi khi đấy trên mặt bố có vẻ thờ ơ rồi lại đậm đặc hạnh phúc còn trên mặt mẹ là nụ cười dịu dàng hai người đang xem một bộ phim cổ trang trong phim con gái của một nhân vật quan trọng nào đấy xuất giá Bởi dặm trang sức đỏ đội đưa hôn nhìn không thấy điểm cuối mẹ và bố thấy cảnh tượng như vậy lập tức bắt đầu nói sang chuyện mai sau con gái họ lấy chồng thì họ phải chuẩn bị bao nhiêu đồ cưới mà cô ngồi bên cạnh họ Cô không tập trung mà nghĩ ngợi. Giang Thanh Dịch và La Tâm Du, rốt cuộc quan hệ gì đây? Nếu biết có ngày này, cô nhất định dành mỗi giây mỗi phút cuộc đời mình cho bố mẹ. Cô căm ghét mình, vì sao mỗi lần phải mất đi rồi mới biết quý trọng, mới có thể hiểu được hối hận là như thế nào. Bố. Rốt cuộc cô gọi lên chữ này. Dù rằng tiêu tốn tất cả khí lực của cô, nhưng rốt cuộc cô đã gọi lên khi cô nghĩ cả đời này mình sẽ không gọi và không có tư cách để gọi nữa cô vẫn vươn tay kéo tay của nhâm tông diệu bố à bố nghe thấy con nói chuyện không đấy anh nói bố chưa bao giờ trách con bố tỉnh lại rồi nói cho con biết đó có là sự thật không ạ à? bố không nói con cũng sẽ không an tâm cảm thấy là họ lừa con bố tự nói với con đi được không bố ngày rỗ của mẹ mà bố lại không đi thăm mẹ à Mẹ bà biết sẽ đau lòng đấy Bố tỉnh lại Chúng ta cùng đi thăm mẹ được không bố Con biết Trung Quy bố vẫn dặn con Hiện giờ con về rồi đây Bố mắng thẳng trước mặt con đi được không bố Cô nói rồi đặt tay nhâm tông rượu lên mặt mình Đôi tay này chỉ còn lớp da già nua Cô cảm thấy hai mắt mình cay cay Giang Thành Dịch nhìn người trong phòng bệnh Ấn đường nhíu chặt Anh biết cô sống không tốt Không chỉ là cuộc sống không tốt còn có lòng cô nữa Nhưng biết là một chuyện Tận mắt nhìn cô đau khổ là chuyện khác Anh không rõ vì sao Lòng mình đột nhiên trở nên nặng trĩu như vậy Nhâm Thành Huy vỗ vỗ bả vai Giang Thanh Dịch Giang Thanh Dịch nhìn Nhâm Thành Huy Hai người vô cùng hiểu ý đi sang một bên Nhâm Thành Huy lấy thuốc lá ra Sau khi châm điếu thì đưa cho Giang Thanh Dịch Sau đó tự mình châm điếu khác cô y tá đi ngang thấy hai người hút thuốc y tá nhíu mày chuẩn bị mở miệng ngăn nhâm thành huy lướt mắt của y tá đó ánh mắt sắc bén y tá nhỏ lập tức rời đi với dáng vẻ chưa thấy gì cảm ơn cậu đưa con bé đến bệnh viện nhâm thành huy nhìn người trước mặt anh và giang thanh dịch không thân không thuộc không ân không oán mấy năm nay nhà họ giang càng ngày càng tốt mà nhà họ nhâm càng ngày càng không được tốt Giang Thành Dịch chăm chú đánh giá Nhâm Thành Huy Anh không hỏi chút xem Mấy năm nay cô ấy sống thế nào ư ừ? Nhâm Thành Huy đương nhiên có cử người đi tìm Tô Y Lâm Chỉ là thế giới này lớn thế Người của anh năng lực có hạn Sao có thể tìm được Tô Y Lâm Đều qua rồi Quan trọng bây giờ con bé trở về Không phải sao Giang Thành Dịch nghe anh nói vậy trầm mặc mấy giây Rồi lập tức cười gật đầu Thực thế Quan trọng là cô đã trở về Tất cả những thứ cô đã trải qua Mà kệ tốt hay xấu Đều đã qua Tôi y lầm nói liên miên rất nhiều trước mặt nhâm tông diệu Nói về ngày cô còn nhỏ Nói về mẹ Nói về một vài chuyện họ đã từng làm trước đây Lồng mì nhâm tông diệu đang nằm trên giường Đột nhiên hấp hái Đôi mắt tràn ngập tang thương chậm rãi mở ra Tôi y lầm ngừng nói Tay không dám động đậy Mắt không dám chớp Nhìn nhâm tông diệu thực sự mở mắt Toàn thân cô đều xót xa Nước mắt không kiểm soát được Rơi từng giọt từng giọt Giọng điệu của cô toàn là tiếng khóc Dường như qua hồi lâu Nhâm tông diệu có thể nhìn rõ ràng Tất cả mọi thứ đang trước mắt ông Ông nhìn thấy người ở trước giường mình Một lúc lâu vươn tay Sờ sờ mặt con Rồi vì khoảng cách không sờ tới được Y lâm Cô ra sức gật đầu là con Y Lâm đây Con trở về rồi bố à Con trở về rồi hả Nhâm Tông Diệu ngọ ngoại muốn ngồi dậy Tôi Y Lâm lập tức đi đỡ ông Cơ thể Nhâm Tông Diệu đang động đậy Nhưng ánh mắt chỉ dừng lại trên mặt cô Mấy năm nay Không lúc nào Nhâm Tông Diệu không nhớ đến con gái nhỏ của mình Nhưng mỗi lần ông đều không nhìn được Ông không biết cô còn sống có tốt không Không biết cô có bị người ta bắt nạt không Không biết cô có gặp nguy hiểm gì không ông lại vươn tay sờ mặt cô lúc này cô ngồi rất gần để ông sờ mặt mình khi chạm đến mặt cô lúc này nhâm tông rượu dám kích động cử rộ lên là y lâm con gái bố trở về rồi con gái bố đã trở về ông cười dù rằng khuôn mặt đều là nếp nhăn giờ phút này dáng vẻ kích động bức thiết thậm chí có chút khôi hài bố à con đã trở về đây con gái bất hiếu lâu như vậy không đến nhìn bố là lỗi của con gái Nhầm tông diệu lắc đầu Không, là lỗi của bố Lỗi của bố Sao bố có thể nói vậy với con Là bố rất có lỗi với con Khi con bỏ nhà đi Nhất định con chịu rất nhiều cực khổ rồi Không có ạ Con gái sống rất tốt, thực sự rất tốt ạ à. Nhầm tông diệu nhìn cô Mắt ông đỏ lên Trở về là được rồi Trở về là được Nếu không bố nào có mặt mũi đi gặp mẹ con Sao dám đi gặp bà ấy Bố à Cô đột nhiên lớn tiếng gọi ông Mẹ mới không muốn gặp bố ấy Nhầm tông Diệu cười Phải Bố chưa thấy con kết hôn Chưa nhìn thấy cháu ngoại bố Mẹ con nhất định không muốn gặp bố Tôi lầm cắn môi Không nhịn được nhà vào lòng nhâm tông Diệu Đây là bến cảng ấm áp của cô Đây là chuyện cô muốn làm nhất trong giấc mơ Cô muốn nhà vào lòng bố Nói với bố cô Nhớ ông đến mức nào Nhâm Tông Diệu tỉnh lại Mặc kệ mọi người khuyên Ông đều muốn ra viện Đi đến Nghĩa Trang thăm Tô Tuyết Nhâm Tông Diệu rất kiên quyết Nhâm Thành Huy một mực yên lặng Ném điếu thuốc châm trong tay xuống đất Bố à Con đưa bố đi Nỗi hận với bố từ ngày nhỏ Nay chuyển thành hiểu vật lượng thứ Tới cuối cùng thậm chí anh thoải mái đi làm đủ thứ chuyện Nhâm Thành Huy rất rõ ràng Bố mình chắc chắn sẽ đi thăm dì Tô Giang Thành Dịch liếc mắt nhìn Nhâm Thành Huy không nói gì. Tôi lầm mấp máy môi, cuối cùng không nói gì mà nâng Nhâm Tông Diệu dậy. Đã là nửa đêm, hai chiếc xe đến Nghĩa Trang, nơi đó là mảng tối đen, điều kỳ lạ là không ai cảm thấy sợ hãi. Giang Thành Dịch cùng Nhâm Thành Huy ngồi một bên hút thuốc. Tôi lầm dìu Nhâm Tông Diệu đứng ở trước mộ của Tô Tuyết. Tuyết Nhi, bà xem xem, con gái chúng ta đã trở về nó trở về rồi đấy mấy năm nay tôi đều không dám đến thăm bà sợ bà trách tôi đuổi con gái bảo bối của chúng ta đi hiện giờ con bé trở về bà cũng đừng giận tôi nữa nhân tông diệu nói chuyện với tấm bia mộ giống như người vợ đã mất đang ở trước mặt ông họ đều nói tô tuyết gả cho ông không biết đã chiếm được bao nhiêu lợi nhưng ông biết ông không bao giờ tìm thấy một người vợ như vậy khi ông gặp tô tuyết là những ngày cuộc đời ông khó khăn nhất Người khác nghĩ ông có tiền có thế Nhưng khi đấy ông nợ nần, giàu dĩ Ông đang do dự xem Có nên thế chấp nhà để cầm cố không Khi ông nói quyết định của mình cho Tô Tuyết Tô Tuyết cười nói với ông Bảo ông làm tất cả những chuyện ông muốn làm Nếu không làm vĩnh viễn không cam lòng Vậy thì cứ đánh cuộc một phen Thắng được cả thế giới Thua thì bà cùng ông trải qua cuộc sống Bị người ta chỉ chỉ trò trò Người phụ nữ này cùng nhâm tông diệu ông Vượt qua những tháng ngày gian khó nhất Bố à Mẹ không trách bố đâu Mẹ có trách sẽ chỉ trách con Đã vậy con còn quá bất hiếu Không ở bên cạnh bố nữa Nhâm tông diệu nhìn con gái Bảo cô đừng nói những lời như vậy Bất kể quá khứ là đúng hay sai Họ cũng đừng so đo Tất cả đều đã qua Như thời tôi lâm rất cảm động Cô một lòng muốn tìm một người sẵn lòng tin tưởng mình thẩm đại ngưng là bởi vì như vậy nên khiến cô cảm động từ đầu tới cuối cô ấy luôn tin tưởng cô sẽ không làm chuyện hại la tâm du mà bố cô thì kể cả cô là đứa con gái xấu xa ông cũng sẵn lòng đón nhận cô họ đều khiến cô cảm động như thế tôi y lâm vẫn cùng nhâm tông diệu nói chuyện với tô tuyết liên tục đến một lúc lâu sau nhâm tông diệu mới cùng tôi y lâm rời đi rời khỏi nghĩa trang Nhầm tông rượu dùng ánh mắt có thâm ý khác liếc mắt nhìn Giang Thanh Dịch Giang Thanh Dịch trở về nơi ở của mình Xử lý qua loa bản thân một chút Lúc anh mở di động phát hiện không ít cuộc gọi nhỡ Tất cả đều từ Giang Thanh Viễn Giang Thanh Dịch ngẫm nghĩ Vẫn chưa lập tức gọi lại Mà là hôm sau mới chậm như rùa gọi lại cho Giang Thanh Viễn Chuyện này cũng làm Giang Thanh Dịch biết được mục đích của Giang Thanh Viễn Giang Thành Viễn biết Tô Y Lâm đã chuyển nhà Nhưng lại không biết hiện giờ Tô Y Lâm ở đâu Anh đã được thông qua người tìm kiếm Tô Y Lâm Nhưng không manh mối Giang Thành Viễn cũng không làm gì được Mà người anh có thể sử dụng đều là người của bố mẹ anh Anh không tra ra được thứ gì Chỉ có thể nói là mẹ anh không cho phép Bởi vậy Giang Thanh Viễn tìm đến cậu em họ này Nhờ Giang Thanh Dịch tìm giúp Giang Thanh Dịch cầm di động Biểu cảm trên mặt hơi lạnh chỉ lắng nghe giọng lại không biết cảm xúc giờ phút này của anh anh à anh đã biết bác gái không muốn để anh tìm được cô ấy anh làm mấy chuyện này ư thanh dịch anh nói cậu không hiểu đâu cậu giúp anh tìm cô ấy là được nhưng mà bác gái đã không muốn anh tìm được cô ấy tóm lại là có lý do của bác anh tìm được rồi có thể thế nào đây vì sao anh không nghĩ đi tại sao cô ấy chuyển nhà tại sao rời đi bác gái phải làm gì đấy chứ nếu anh tìm đến cô ấy chỉ là buộc cô ấy lại rời đi tiếp Đây là điều anh muốn à Giang Thành Viễn đương nhiên không ngờ Mẹ anh làm gì cơ Em chỉ đoán thôi Hơn nữa anh à Em cảm thấy trước khi buông lời hứa hẹn với một cô gái Đầu tiên phải xử lý chuyện bản thân mình cho tốt Ví dụ tình hình hiện nay của anh và Lý Trân Trân Giang Thành Viễn muốn nói gì đấy Rồi lại không muốn nói không hay về Lý Trân Trân Trước mặt Giang Thanh Dịch Cho dù anh không có tình cảm với Lý Trân Trân nhưng dù sao cả hai cùng nhau lớn lên hơn nữa hiện giờ lý chân chân quả thực ái mộ anh anh càng không muốn nói những lời làm tổn thương cô ấy không có việc gì nữa em cúp máy đây giang thanh dịch nói rồi bấm phím tắt mắt anh hơi híp lại giang thanh dịch không muốn nói về chuyện của tôi y lâm với giang thanh viễn nhưng hiển nhiên giang thanh viễn không nghĩ như vậy sinh nhật của tà hiểu ninh cả nhà giang thanh dịch đương nhiên đều đến tài yếu ninh tự mình xuống bếp cơ hội khó có được giang thanh viễn trực tiếp kéo giang thanh dịch đến sân trong vẻ mặt giang thanh viễn đầy mệt mỏi thanh dịch à cậu cha giúp anh tình hình hiện giờ của y lâm đi mấy ngày nay anh bị chuyện này làm cho phát điên rồi đây vẻ, vẻ mặt giang thanh dịch ngờ vực nhìn anh họ dạ vâng được ạ thanh dịch giang thanh viễn vỗ vỗ bả vai giang thanh dịch đang định nói lời cảm ơn Giang Thanh Dịch tiếp tục mở miệng Nếu anh có thể cam đoan Sau khi anh biết tin tức của cô ấy Bác gái không làm gì cả Cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy Giang Thanh Viễn nhíu mày Hoặc là nói anh có thể xử lý tốt Chuyện của Lý Trân Trân Trên mặt Giang Thanh Dịch Mang nét châm chọc Là thực sự có chút châm chọc Vừa rồi Lý Trân Trân cũng đến đây Hiện giờ còn đang giúp tả hiểu ninh trong bếp Mặc ai nhìn vào đều là dáng vẻ Mẹ chồng nàng dâu hòa thuận biểu hiện của giang thanh viễn vậy mà lại tương đối đau lòng vì sức khỏe lý chân chân không tốt mà vẫn tới giang thanh dịch không thể dùng lời nói mà hình dung tâm tình của mình khi vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng đó giang thanh viễn không phải kẻ ngốc thanh dịch này cậu không muốn anh gặp y lâm như vậy chẳng lẽ giang thanh dịch lạnh lùng một tiếng đột nhiên nghĩ tới gì không định xoay người rời đi nữa quả thực là có ẩn tình giang thanh viễn không hiểu giang thanh dịch nói tôi y lâm còn có một cái tên nữa nhâm y lâm anh có biết không giang thành viễn không quá có thể hiểu được đúng anh không nhớ rõ mấy người bạn chơi bời của giang thanh dịch trước đây trong cái vòng tròn cuộc sống trước đây của hai người không quá giống nhau giang thanh dịch nhắc nhở cô gái của nhâm tông diệu em gái của nhâm thành huy anh nên hiểu rồi chứ giang thanh viễn mở to hai mắt cử lại có chút ngạc nhiên và vui mừng Khóe miệng Giang Thanh Dịch hơi nhếch lên Anh đương nhiên hiểu được Anh họ đang vui mừng gì Con gái nhà họ Nhâm tất nhiên ra thế không kém Không phải bác gái ghét bỏ điều kiện Nhâm Y Lâm không tốt hay sao Nhưng Giang Thanh Viễn không chút suy nghĩ mà xem Nhà họ Nhâm có thể so với nhà họ Lý ư Huống chi hiện tại Việc làm ăn của nhà họ Lâm ngày càng không tốt Hơn nữa chuyện Nhâm Y Lâm làm trước đây Bà gái biết được càng thêm ghét bỏ Và lại Giang Thanh Dịch có thể xác định dù Giang Thanh Viễn quyết tâm nói rõ ràng với Lý Trân Trân, Lý Trân Trân Chân...